xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn về Global và Local trong Function. Ở bài này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về Return trong Python. Qua bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề, giới thiệu về Return và dùng Return để trả về nhiều giá trị một lúc. Vấn đề phát đặt ra là giả sử bạn viết một hàm xử lý một công việc và bạn muốn sao lưu kết quả sau khi xử lý xong rồi một biến. Nhưng bạn lại không thể làm điều đó. Vì thế bạn tạo một biến và lưu ngay trong hàm. Thì như ta đã biết, nó không thể sử dụng được ở mức toàn chương trình global. Giá mà bạn có thể ném cái dữ liệu sau khi xử lý xong ra ngoài. Có đó, hầu như mọi ngôn ngữ lập trình bây giờ đều cho phép làm điều đó. Và đương nhiên, Python cũng không ngoại lệ. Giới thiệu lệnh return. Đây là lệnh chỉ sử dụng được ở trong hàm. Nếu sử dụng ngoài hàm, sẽ có nhắc lỗi. Ha, return chỉ được bỏ trong hàm thôi. Lệnh return có cú pháp như sau: return object, tức là return ra cái gì đó, trả ra cái gì đó, trả ra cái gì cũng được. Ở đây object là một đối tượng bất kỳ của một lớp nào đó, có thể là số, chuỗi, listable, hàm, lớp, hoặc thậm chí là bỏ trống. Trường hợp bỏ trống thì object return về được tính là none. Khi return được gọi, hàm được kết thúc và kết quả được trả ra ngoài. Kết quả trả ra ngoài nên được đưa cho một biến nào đó hứng, nếu không thì coi như bạn gọi hàm không để làm gì, hoặc gọi hàm mà không nhận kết quả trả ra. Rồi, thử nè. Tức là hàm vẫn chạy nhưng mà không nhận kết quả trả ra thôi. Rồi bây giờ mình có một hàm như thế này: cold red bird white hate. Rồi, percent bằng white hate chia 2. Rồi return cái bird ra. Concolate red rectangle percent hoặc là bird gì đó, không rõ chữ này là cái gì. Rồi. Red 1 white red 1 hate bằng 5 bằng 3. Truyền vào, gọi ra thì thằng này là nhiêu ta? 5388 nhân 2 là 16. À, hình như đang tính chu vi. Đúng nhỉ? Chu vi diện tích. À, dài cộng rộng nhân 2. Chu vi đúng không? Chu vi. Đó, đang tính chu vi, kết quả trả ra chu vi của cái hình chữ nhật. Rồi. Đây là một cái trường hợp đầu tiên. À, tính ra chu vi hình chữ nhật của 5 và 3. Sau cái này thì lại trả ra chu vi của hình chữ nhật là 74. Thì kết quả chỗ này là 16. Chỗ này 7, 4, 11, 11, 12, 22, 16, 22. Đúng rồi. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ tự hỏi là tại sao mà nó ra được kết quả ở đây trong khi kết quả nó nằm ở trong hàm mà. Đúng không? Thì bạn coi là mình đặt cái luồng đi nè. Tạo ra cái hàm tính chu vi hình chữ nhật với hai parameter là chiều dài, chiều rộng, truyền vô. Tính toán cái chu vi này bằng công thức dài cộng rộng nhân 2. Sau đó trả cái giá trị chu vi này ra theo cái tên hàm. Thì khi mà tên hàm này được gọi thì tên hàm này nó đang nắm giữ cái giá trị kết quả bơ này. Thì khi đó mình khởi tạo hai giá trị chiều dài và chiều rộng tương ứng, chiều rộng và chiều cao tương ứng là 5 và 3. Thì lúc đó mình gọi hàm tính chu vi này truyền chiều rộng và chiều cao vào. Thì lúc này nguyên cái cục này nó sẽ mang giá trị là 18. Là cái giá trị sau khi tính toán xong á, nó return đây nè. Thì lúc này cái biến này nó sẽ hứng lấy cái giá trị đã được tạo ra. Sau đó thì rõ ràng biến này đã có giá trị thì mình in ra thôi. Tương ứng với cục này không cần hứng thì hàm bring nó hứng giùm. Xong chưa? Tới đây là dễ hiểu đúng không? Rồi, nó là như vậy. Bây giờ mình thử một hàm khác. Return tire furnace. Chúng ta sử dụng return để ngắt hàm. Hàm bring này dĩ nhiên không được gọi. Thử nè. Thấy chưa? Mình chỉ tới đây thôi. Tới đây không gọi được. Chưa? None return type none. Nó là none type. Ok, tức là tới chỗ return là không còn làm ăn gì được nữa, không đi xuống dưới nữa. Ok, cái này bạn luyện tập nhiều thì bạn sẽ thấy nó rất là hay, rất là linh hoạt. Dùng return để trả về nhiều giá trị một lúc. Thì với Python, việc tạo, việc bạn có thể return nhiều giá trị một lúc, bản chất nó không nằm ở câu lệnh Python, mà là do Python thiết kế đặc biệt để có thể unpack các object trả về. Bạn hãy xem ví dụ để khai báo ha. Giả sử mình có thằng 123 ở đây. Được chưa? Nếu như mình in ra 123 thì có phải ra chữ how, chữ kitty và chữ số 9. Dễ hiểu rồi, đúng không? Nếu như ở đây mình tạo ra một container như thế này. Đó. Rồi khi mình in ra luôn một cái container như thế này, nó cũng ra tương tự. Tận dụng những điều này thì ta có thể return nhiều giá trị một lúc. Thử nè. Vô ví dụ này dễ hiểu hơn. Mình tạo ra một hàm là concolate rectangle array bird.
Rồi truyền vào thì cũng dài rộng nhân 2. Rồi xong area thì bằng y hay, tức là vừa trả ra chu vi và vừa trả ra diện tích. Ý là cái hàm này là trả ra chu vi và diện tích, tức là một lúc nó trả ra hai giá trị, không còn là một giá trị nữa. Thì cũng đưa vào là chiều rộng, chiều cao, rồi đưa vào đây tính ra. Thì lúc này nè, nó nhận lấy hai giá trị tương ứng, đúng không? Đầu tiên là rector, tiếp theo là rect area. Chưa? Trả ra sẽ in ra được, chạy chắc chắn luôn, 24, 27 đúng chưa? Tức là một lúc mình hứng được nhiều thằng theo cách như thế này. Tận dụng Python nó thiết kế đã làm chuyện này, tại sao không dùng? Ngôn ngữ khác làm cái này là ngơ hết rồi, không chạy nổi đâu, nhưng mà thằng này chạy được. Được chưa? Rồi, đó, return trong hàm là như vậy thôi, rất là đơn giản. Câu hỏi củng cố thì bạn có thể qua đây, bạn ngó sơ qua cái cố gắng luyện tập thêm ha, dùng toán học được cái kiểu. Tại sao người ta thích dùng Python để mà làm toán, đó là như vậy. Ok. Rồi, bài sau mình sẽ giới thiệu cho bạn kiểu dữ liệu function trong Python, đó là view. Kiểu dữ liệu view. Rồi, có bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể vào phần group.hackerteam.com để mà hỏi đáp nha. Đó là group Facebook. Nhớ like và subscribe video để nhận các video mới nhất. Rồi, code vào hackerteam.com để lấy, giống như ở trong đây nè. Code cực kỳ nhiều, ví dụ mô tả hình ảnh trực quan rõ nét, nhìn đã lắm. Đó. Rồi, kho tài liệu hackerteam.com document và hackerteam.com question để các bạn hỏi trực tiếp ngay trên web luôn. Nên hỏi trực tiếp ngay trên web để người khác sau này người ta tìm Google á, người ta có lại cái đáp án đó. Ok, khỏi hỏi đi hỏi lại. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bây giờ chúng ta cùng trải ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình